Mọi người, Vân và Đại Nói đầu tiên xin cho Vân Đế Phụ Đu Phương và Đông Đông Bikini gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hiện tại tứ đại mỹ nhân tụi em đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thì tụi em sẽ giới thiệu cho mọi người đây là món mỹ ăn nhân ngư. Đấy là cái chị tên mỹ nhân ngư này. Đâu phải đâu. Ủa, bà tên gì? Tên gì? Trinh. Trinh cái nước, Trinh cái nước. Trinh. Cái gì Trinh? Bona Trinh. Trời ơi, Bona Trinh vậy. Ngọc dễ thương. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh có cái đinh chính giữa không? Ở xù. Ủa? Đi bèo thiệt. Ủa bèo thiệt hả? Chị ơi lấy em như cũ đó nha. Một bịch bánh tráng, lấy xòi ít thôi, cho em rau găm nhiều, ớt nhiều, muối nhiều. Một cục nem, hai cục chả với lại hành phi cho em khô mật khô bò. Để hai bên cho em hai trứng nha chị. Để gì vậy má? Thì những trứng cút để hai bên cho em hai trứng. Ê mị nè. Trở về tuổi thơ với bao kỷ niệm. Cô từ từ có ở đây có nước sôi không chị? Nước sôi. Cái gì vậy má? Nước sôi nha. Ờ đúng rồi ơi. Có nước sôi đâu? Đâu nước sôi đâu? Cái tô. Đâu có nước sôi đâu? Cái tô đi chị. Ăn ngay muối không Phương? Quậy. Ê, để bà trộn, mày trộn ra khỏi ăn luôn. Ủa chị ăn mặn lắm mà. Không, chị ăn vừa. Cái chị hơi mặn đó, giờ chị ăn nguyên muối với Phương cho nó mặn. Mọi người. Đây, mì gói miêu miêu. Đi đâu? Cái bánh tráng là đặc sản của Việt Nam mình, thực sự là ai tất cả đều cũng phải ăn cái món này, thì cái món này rất là ngon và nó đơn giản, rất là dễ ăn. Rồi, cảm ơn Đông tặng cho tao một đờ một đĩa lon sữa. Rồi, lon nướng vui vẻ. Ôi trời, bánh bao đó nè. Trời ơi. Nè, em nhìn những món ăn này em rất là nhớ cái ký ức về tuổi thơ của chị em mình. Tuổi thơ là 8x, 9x rồi đó mọi người. Tôi với ông chị, em đi học quá em chỉ có được 1 ngàn để em mua cái gói mì em ăn có được sự luôn đó, hả? Thiệt mà. Nè mì gói nè mọi người, hồi xưa là tụi em khe trộn mà đổ cái tay nè. Chị ơi cho em hỏi để là để nhà ăn nha. Cái gói mì này hiện tại là bao nhiêu? 3 ngàn. Hồi xưa em đi học chỉ có 500 thôi nha mọi người nha. Bánh gói mì này nè chỉ có 500 đồng thôi. Chị Gánh. Chào chị Gánh. Chị lên chị gái. Ngon lắm mọi người ơi. Đó bây giờ quá trình chị gái hãy chọn mấy ăn trộn cho em nha mọi người. Nó bỏ mì vô luôn. Ngon quá. Thì bây giờ ở ngoài ra thì chị bán bánh tráng rồi, chị có bán thêm hủ tiếu cháo lòng rồi này nọ buổi sáng không chị? Được. Người ta bán thêm. Tại vì cái hiện tại là bây giờ á kinh tế đang rất là khó khăn nên á bây giờ mình làm thêm. Đúng rồi. Vậy thôi, chị bán một món. Em nghe nói là chị mới mua nhà đúng không? Có. Đúng rồi, chị mới mua nhà. Em nghe nói chị mới mua nhà. Chưa, ở phố đi bộ thì cái có làm mấy năm nữa có tiền mua nhà luôn. Em chị nói đi. Chị này rất là vui tính nha mọi người nha. Khi mà mọi người giống như là kẹt tiền bỏ thẻ trong bỏ tiền trong thẻ đó, mọi người không có tiền mặt mọi người có thể lại mua thiếu. Tại vì chị rất là dễ thương, mà chị bán bánh tráng là vì đam mê thôi chứ không quan trọng mà giống như là lời lớn mà. Cảm bây giờ bánh tráng là chưa trộn mà lâu các con cua. Bây giờ là lắc. Nó nghe là bánh tráng trộn với lắc bầu cua. Không phải cái xoài lắc mà bánh tráng lắc. Bây giờ cũng mới mà. Trời ơi, đó họ dùng bánh tráng nổi ăn luôn. Thôi, ở cái gì đi thôi. Trời ơi, văng trứng cút ra ngoài kìa. Trời ơi, bà để cho nó văng nổi ăn luôn đi. Chưa trứng cút mà. Nó nghe là nếu mà bánh tráng còn cứng đi thì khui cái lon nước dừa chế vô được không chị? Xù bé. Xù chị với ba ông. Đó, ai mà thích trở lại tuổi thơ thì mọi người có thể ghé cái chỗ qua phố đi bộ Nguyễn Huệ nha. Trước là xe gục tay. Alo, đây nghe. Đó, chị Cánh sẽ bán bánh tráng, xoài. Nói chung là tất cả các món đồ ăn đây chẳng hạn như là mì gói, bánh này. Bánh nát lại hả? Ờ. Rồi bây giờ mọi người sẽ được gặp là Bánh nát, bánh nì, bánh nù, manh. Rồi hello darling, where do you go? My name Thu Phương, I'm making kênh Việt Nam Next Top Model. Nè, ở siêu cây nè, mình là đây đang qua YouTube chơi nè, đây đang chơi Bonnet. Rồi Bonnet. Rồi mọi người, đó ngay tại phố đi bộ, mọi người sẽ dòm sự xuất hiện lạ đâu, của người đẹp xu hướng bo. Che mặt chị cơn khúc này đang lấy hình mà, người đẹp bao. Che mặt chị em. Đấy là hồ biến mà. Không có gì hồ lô đâu mà hồ biến hoài, con này ăn nói xà lơn. Ông chị của em bỏ vô hộp đóng gói á, tại em đi sân bay tụi em đây đi. Ăn thử nếm thử không, ăn thử bỏ vô bao luôn cho em ăn liền. Ai mà ăn thử hộp, mình mua hộp. Rồi mình đã ăn thiệt hộp là không bỏ vô cái hoài, bỏ vô cái thèo cho em á chứ lại chỗ siêu bầu cây á bây giờ đừng như vậy. Bây giờ sẽ gặp cái rổ này đi bán được. Nếu mà giống như là ai mà bán được thì người đó sẽ ăn. Rồi bây giờ đóng đi bán trước. Nhưng mà bây giờ chị kiếm được 1 triệu rưỡi vậy. Mấy món này đâu có kiếm mấy bánh tráng không khổ. Ở
vậy. Thôi kệ đi, thử đánh đi. Không, vậy là thử đánh. Em có chỉ đi một vòng gần ở đây thôi để em chỉ bán đi phụ hai. Không, không, đừng bán chứ đi, đừng bán chứ đi. Chị bán đi, em đứng em chạy. Không, đừng bán chứ đi, chị chạy cho bán chứ đi, đi vòng đi. Đi, đi, đi. Đây. Mình đẩy sao gì chứ? 5.000 trứng, chân cút 15.000 chục. À, chân cút 15.000 chục, trứng gà 20.000. Hiểu không? Trứng cút 15.000 một chục, còn trứng gà là một chục 15.000. Rồi nè, cái này. Nè, một chục ồ quên bây giờ nè, trứng cút 15.000 một chục, còn trứng gà là một chục 15.000. Rồi bây giờ chị đi bán. Bây giờ là thử thách cho người đẹp trong Nam Đông sẽ bán trứng gà với lại trứng cút. Đó. Bây giờ nhưng mà với một điều kiện là khi mà em bán là chị Mỹ đứng làm một cái gì đó cho người ta coi, người ta mới ủng hộ đúng không? Ôm mừng mọi người. Ủa có làm gì làm cùng làm cái gì là chị đứng nhảy đi đứng nhảy cũng được. Đứng giống như cái con gì con gối vậy đúng hả? Rồi, đúng rồi, bây giờ em đi trong một cái một vòng bán nha. Rồi bây giờ Nam Đông thử lách cho Nam Đông là sẽ bán trứng gà trứng cút nha. Em bảo đảm với mọi người là sẽ không ai mua. Tại vì sao? Khi mà trứng gà trứng cút là mình chỉ ăn với bánh tráng thôi, không có thể nào mà mình ăn không được. Bây giờ có bảo mời ai? Chị có bán trứng cút trứng gà để em. Rồi, sao? Chị ơi, em bán cái gà thì chị tung tình, chị mua như vậy bây giờ. Không, em bảo bán hết đó là tối nay bọn em ra đường. Quán em hả? Quán em hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, ủng hộ giùm em ơi. Thử thách, đang thử thách đó chị. Chị ủng hộ giùm em ơi. Bao nhiêu? Trứng gà là 5.000 một trứng, còn ở đây là 15.000. Ê! Đúng rồi. Trứng cút là 15.000 một chục, còn trứng gà là một chục 15.000. Một chục 15.000 hả? Ủa phải không ta? Đúng rồi, một chục 15.000. Ủa phải không ta? Lỗ, không được. Một chục 15.000. 5.000 một trứng, và cái đây là 15.000 một trứng. Cái gì cũng được, em không có chọn. Bây giờ lấy gỗ đi, 35.000 đó. 35.000 hết. Ủa, bán vậy chị luôn á. Dạ. Bán hết thì là bây giờ là em phải đi à. Tại vì em bán hết đó mới được đi chảy hội. Em không biết là cái vốn bao nhiêu em bỏ ra. Ai bây giờ là người đi bán hết bao nhiêu tiền? Hết là bao nhiêu? Bao nhiêu được ta? Nó yêu nghề chứ nó không có yêu yêu tiền chị ơi. Bán gì đam mê. Đúng rồi, bán gì đam mê. Bây giờ không phải, bây giờ chị chỉ mua chiếc cúng lộn với ông. Không mua hết cái này là bao nhiêu tiền? Rồi bây giờ đếm đi. Nhưng mà có ai ăn kèm bánh tráng đâu, bên đây có dịch vụ bán bánh tráng. À bao nhiêu tiền? Thôi bây giờ để em tính coi. Ủa phong trần là ai vậy? Cái cường á. Đây vô bao nhiêu tiền? Bây giờ em sẽ chị kêu cho bao anh đứng hay là chị nói. Alo. Hay à. Lũ khổ cho em đưa cái gì cũng được. Anh cường ơi. Không mua hết cái này. Anh cường hả? Mua hết luôn. Em tự làm đặc quỷ nha. Em tự làm không nặng quỷ. Em tự làm không nặng quỷ. Giá là cái này là 15.000 một chục. Và cái trứng okay. Trứng lợn ơi, trứng gà này là 5 trứng, 5.000 một trứng. Chứ là nó bán thử thách đó chị. Cái cô bánh tráng nó thử thách nó, khi mà nó bán hết cái gỗ này nó mới được đi chảy hội. Giống như là cái hài lọ lem này nó dễ không? Nó không có được đi qua 12 giờ, qua được 12 giờ là nó bị hiện nguyên hình. Là nó sẽ trở thành một thằng con trai. Đó vậy đó bây giờ. Đó bây giờ một giờ chị cứu nó một chục đi, một chục có 15.000. Dạ, hỏi em mua hết cái này một gói bao nhiêu tiền? Một gói bao nhiêu phương, ra giá đi, em không biết. Ủa, bây giờ điểm mày đi nè. Em điểm nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 45.000. Thôi giờ bán. Cái này 45.000. Bán hơi cho chị 100 rượu. 100 rượu thôi. Em bán đại luôn 100 rượu. 100 rượu. Cho bán không? Trời ơi. Cái này là cái tính sát giá này quá thật sự luôn. Có lời trong đây chính nào á chị? Bây giờ người thêm người bớt đi 125 đi. Đúng rồi, vui vẻ đi, vui vẻ đâu cho mấy chục má không? Thôi. Thôi giờ chị cho em 23 nha. Bây giờ. Bây giờ sao chịu chung gì? Rồi bây giờ chị ủng hộ em chứng cũng được. 125. Ủa mà thiệt luôn hả, đi đâu? Thôi nói chung thì bây giờ này, hồi nãy là thần thử thách chứ bây giờ chị có muốn mua là chị mua. Mày đi thử thách hả? Ủng hộ được đó. Còn bây giờ chị ủng hộ cái gì cũng được, không cần chị ủng hộ hết cho em đâu. Tại vì em sẽ đi cái chỗ khác em bán được. Biết mà. Vậy thôi lấy 20 này đi ha. Dạ. Cái này 15.000 chục quá. 15.000 chục thì lấy 20. Ok chị. Vậy em lấy muối đi, em okay, mua cho bây giờ em sẽ lấy muối là chị Phương sẽ đứng đây coi. Ok. 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 Ok.
Đó thì bây giờ là em sẽ lấy ok luôn. Chị mà bây giờ là em sẽ lựa cho chị 20 trứng cút đó, được một chị gái ủng hộ 20 trứng cút. Thật sự thì theo cách em suy nghĩ của em thì em suy nghĩ là Đông Đông sẽ không bán được, tại vì khi mà phố đi bộ Nguyễn Huệ mọi người nghĩ thì bây giờ lâm lia mái đi nè, đó đây là một quán nước giống như là ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đó mọi người, tại vì trứng cút trứng gà là mình phải ăn kèm với bánh tráng. Chứ chị này mua là mua giống như là tình nghĩa, mua giờ yêu thương ủng hộ, thấy Đông Đông dễ thương giống con gái mua đó, chứ em mời là chị không có mua đâu. Vừa nói giỡn thôi mọi người ơi, chứ chị gái này chắc cũng có coi clip á, chắc cũng biết em. Thì chị gái mua ủng hộ qua 20 trứng cút đó. Bây giờ trong thời gian Đông Đông lấy muối đó thì bây giờ là em sẽ lấy cho chị 20 trứng cút. Đây giao hàng tận nơi mọi người ơi. Ôi có rau răm đàng hoàng luôn. Bây giờ mới nãy này không, cái này của em, cái của em mới mua rồi. Bây giờ là để trên đây luôn hả? Đúng rồi. Bây giờ bên em có dịch vụ là như là đập trứng, mua trứng cho ăn luôn. Cái này đập lắc lắc canh rồi. Thật sự là bên em dịch vụ tốt lắm chị ơi. Bán trứng mà đem mới nhẫn mà chị ơi. 12 14 em đập trứng em mời chị ăn. 16 18 20 đó, cảm ơn chị gái đã ủng hộ 20 trứng. Đó bây giờ trời là tụi em sẽ đi bán. Sao bắt người đẹp đi bán trứng vậy chị? Đúng rồi. Đó bây giờ mình đang đông đông sẽ lột trứng cho chị. Đó chấm muối nè chị. Đây. Chị ăn cay không cay? Có cay thì trộn lên. Đúng rồi. Ôm nè, ôm. Cái ghim hay gì? Ôm cái ghim. Ôi cái ghim gì cho chị cái ghim đi. Ăn đi chị. Ok chị. Cảm ơn chị nha. Đó bây giờ em lột thêm trứng nữa. Vậy trả tiền trước hay là trả tiền sau? Dạ. Bây giờ trả tiền luôn. Trả tiền luôn á, tại đâu đâu. Người ta hay đó là tiền trao thì cháu múc, tiền không trao thì múc cháu chửi vô. Không mua cháu đâu, mua trứng. Tiền không trao thì múc cháu chửi vô. Ôi ơi, chịu hoài. Bởi giờ hiền á, Út cứ làm khó làm dễ hai chị em hoài. Mẹ đâu? Đó đâu thì chị mời kìa. Đó bây giờ là thử thách đầu tiên thì Đông Đông đã hoàn thành nhiệm vụ cho mọi người nha. Thì mở vậy quá xuất sắc luôn. Thôi ngày mai qua thử thách bán thịt nướng cơm lam. Được không? Ngày mai thử thách bán thịt nướng cơm lam đi. Ok. Ăn đây chị, ăn đi, em ăn rồi. Đã có bán đây rồi. Chị ăn đi. Ăn đây chị. Ông này của chị luôn hả? Không, bây giờ là nó chỉ là cắt thêm một cục ăn thử được không? Một cục luôn hả? Cục nhỏ thôi, xíu thôi. Luôn hả? Thì em sẽ ăn. Rất là bị dụ. Nó nghe nè, cho một cây thịt đi. À lấy cây mô bin đi. Cho một cây mô bin đi. Phương Mai không nóng? Phương thôi chứ Phương kìa. Không, em ăn bánh tráng rồi vậy. Hai cây mô bin đi. Rồi hello mọi người nha, bây giờ được biết là chị này là chủ quán của tiệm cơm lam. Hồi nãy giờ phải giả bộ là phải làm khách. Đó, để bà cạc nghĩa. Đâu có giả bộ đâu, tôi ngồi ăn mà, em đây đâu có làm gì. Ý là bà cạc nghĩa em với lại Đông Đông phải là ra thử thách tụi này kia kia nọ. Bây giờ là em với lại Đông Đông sẽ ăn thử món thịt xiên phô mai đúng không chị? Đúng rồi. Thịt xiên phô mai của chị gái bán cũng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn. Thì thịt nướng cơm lam nè mọi người thấy không? Đó, 90 Nguyễn Huệ. 90 Nguyễn Huệ, thịt nướng cơm lam. Đó, mình có đi chơi mà như là đang đi chơi mà có bị đau ấy thì mọi người tắt vô lề mọi người địa chỉ đúng rồi, địa chỉ là 90 Nguyễn Huệ cho một nhất cho mình nha. Đến đây ăn mà được thức những cái món ngon giống như là lê đường á rất là ngon. Đặc đặc sản cái của quán chị là món gì? À, chị có tôm hùm đất nè, tôm hùm đất với con tôm hùm đất tôm biết với lại thịt nướng cơm lam. Thịt nướng cơm lam, thịt nướng thì nhiều, có ba loại thịt nướng. Có thể ăn chơi, ăn đỡ đói, ăn cho nó vui vẻ. Bây giờ gửi đây, gửi đi. Gửi đi. Sawadee kha, một nạc na, khạp la, sủi mãi la. Hiện tại thì bà đét chủ đối phương với Đông Đông đang có mặt tại tiệm cơm lam nha quý vị nha. Ngon. Đâu rồi các bạn, đâu rồi. Đó, thịt nướng cơm lam. Từ bà mấy ông kia mọi người, cơm lam. Nè, thịt nướng cơm lam, rêu lép, mát, chít, Andrea Bamboo, Rides. Có không chị? Thì em đọc nè, thịt nướng cơm lam, Relet, Matasit, and Bamboo. Đọc đi, thật ra, tiếng Anh chứ không phải tiếng Việt, mà chỉ đọc trong tiếng Việt quá. À,
Rượu liền em đi bắp papurai. Trời ơi em biết cho em cho bộ á. Quá. Đây mọi người ơi, những cái món ăn đây mọi người thưởng nè. Rất là xuất sắc luôn mọi người ơi. Ngay tại phố đi bộ mà có bán một món này là quá đã luôn. Thịt nướng cơm lam. Đâu chỉ nướng gì cho em ăn thử đâu. Đây đây gì là chưa? Ủa đem đây chưa? Đang nướng đó không em? Đang nướng. Trời cái bụng em chưa ọt bột luôn á. Đói hả? Ê nè thịt nướng cơm lam nè ông xã ơi. Nghe đồn là Hương nói tiếng Anh giỏi lắm đúng không? Nãy mới đọc tiếng Anh nào kìa. Hương hỏi thử tiếng Anh đúng không Hương? Thôi, good on, very good. Ok, thank you. Đó, đây là hai anh khách Tây ăn cơm lam thịt nướng. Đúng rồi, bây giờ là em phải phỏng vấn anh Tây. Very good. Canadian. Ok. My name Thu Phương. My name Đông Đông. Where you from? Canada. Vancouver. Oh. Em không biết tiếng Anh nhiều, em chỉ biết dùng từ mấy từ đó thôi cho mọi người nghe. Cái này mà gặp chị Tiến một cái là vô. Đúng rồi. Vô ổn luôn. My name Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng. Mạnh mẽ em. Em. Thank you. Dễ thương quá mọi người ơi. Đó bây giờ trong thời gian bé chờ đợi bé anh nướng thịt nướng nha. Mấy bé Vũ Đô Phương với đây Đông Đông sẽ ăn thử và sẽ nói cảm nghĩ giống như là tiệm cơm lam thịt nướng này sẽ ra sao. Thì mọi người với anh chị em cô dì chú bác mình gần xa đó, mình có thể đi qua 90 Nguyễn Huệ, mình ủng hộ cho chị gái vài cây thịt vài cây cơm lam nha mọi người nha. Cảm ơn. Ok chị yêu. Đây là chị chủ không, chị ơi cho em hỏi đây là nếu mà ai xem được trên kênh YouTube của chị Phương á mà nè, có đi ăn ủng hộ chị á, chị có giảm giá hay là có gì dễ cho khách không? Vậy Phương phải ra cái bắt quật gì đi, để ví dụ tới người ta kêu bắt quật cu đen đi. Bây giờ ai lại mua thịt nướng cơm lam nó là em là bạn của cu đen. Em có coi trên kênh đó. Đó gọi lại ủng hộ đó nè. Giảm giá đúng không? Thịt xiên nướng 35k một xiên, cơm lam 30k một ống, mò bình thái 35k hai xiên, nem nướng 30k một xiên, carao Hawaii you matrix where you sole from ru aban rai riho 55,000. Đọc cái gì vậy trời, hồi xưa em học tiếng Anh đó mà em rất nghĩ sao á, đọc tiếng Anh mà em thấy cái chị đọc y như tiếng Việt vậy đó, phải không? Đúng rồi. Ồ nói chung giá cũng rẻ lắm nha quý vị nha, giá rất là bình dân nha. 15k nè, có 30k nè, hải sản là 190, còn bắp Mỹ nướng mọi là 20k. Đồ ăn có rồi, đồ ăn có rồi. Mời anh xơi, mời chị xơi, hai chúng ta cùng xơi nào. Giống mấy kèm quá hả? Giống mấy kèm quá hả? Giống mấy kèm chuối á. Trời ơi. Ngon không? Ngon quá. Chuối, hai chị em mình chuối. Mời gia đình mình ăn chung với em nha. Kèm ăn vậy sao? Ăn kem xà liếm ra. Ê, con này ăn nối xà lương. Kem liếm được này thịt nướng cơ. Ừ. Ngon nha. Xong cái này xong rồi thịt nướng vừa tới luôn mọi người, đậm vị luôn. Đó thì trên thịt nướng thì mình có giải phô mai lên nè, phô mai. Ừ. Nhịn miệng Phương ăn ngon quá hả? Ha. Ngon quá. Một viên là bao nhiêu vậy? À hai xiên này là hồi nãy con coi đó, bò biên thái hai xiên 35 ngàn. Ủa rẻ vậy? Okay, thank you. Ok thank you. Trời hai cây Đông Đông với Hô Buông ăn có 35 ngàn hả? Ừ. Ngon xuất sắc luôn á mọi người. Mọi người ăn xong rồi bắt đầu cái này nó sẽ gần chín tới nè. Đó, cameraman lê vô. Đó cái này nó sẽ vừa chín tới luôn, nó chín tới chứ mọi người sẽ lấy cho cô với lại. Ngon em ngon quá trời hả? Ngon. Nhìn thấy là ngon rồi thiệt. Nó giống như cái đó là best seller bên mình á. Nó sẽ ơi bên chị có kim chi nữa nè. Ừ. Làm luôn. Ngon quá. À. Cái này mà chiều mà mưa đó không? Ra ủi một tập đó thì đây là ấm bụng luôn. Có hai cái bia nữa là đúng, đúng hết bài. Hai cái 35 ngàn mở quốc cái bộ rồi thâu rồi trời. Vậy hả? Trời ơi. Trời. Bán vậy đi. Bán gì đam mê. Ngon lắm mọi người, rút lắc luôn á. Hai cây 35 ngàn quá rẻ. Tính ra một cây có nhiêu đâu? 17.500. Không, tính cũng nhanh. Tính lẹ không? Cái tiền bạn tính lẹ không? Giờ xong thì sao
Cảm ơn chị đi. Thì cảm ơn chị nha. Trời ơi anh quá. Cảm ơn chị em lợi dứa. Cảm ơn mọi người, mình nhớ xem và ủng hộ cho chị chị gái em nha. Mình nhớ xem và subscribe kênh Mình Đấy Cùng Cô Phương cho mọi người nha. Chúc chắc. Bye bye cả nhà. Ăn gì ngon nữa sợ.